sử dụng cây hỏa tiễn này để làm khai thông hai bên cột sống, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ cầm cái hỏa tiễn như thế này, đấy, cầm như này, và chúng ta sẽ đặt chéo 45 độ, đấy, và đặt đây là cột sống ở giữa này, chúng ta sẽ ủi, đấy, sẽ ủi như thế này, đấy, ủi này, qua lại từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, đó, ở lên đến cổ gáy này, chúng ta có thể yêu cầu bệnh nhân hơi cúi xuống chút để cho nó hiện rõ cái đường cột sống này lên, và chúng ta sẽ đẩy, đấy, đẩy này, từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới như này. Đó, đây. Nó sẽ chạy giữa hai bên cột sống. Thì khi mà mình cầm chéo 45 độ so với mặt da như thế này á, thì hai quả cầu này nó sẽ chạy dọc hai bên cột sống để nó khai thông bế tắc, nó giải cơ, hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến cột sống. Và khi tác động lên vùng cột sống cổ gáy ấy, chúng ta hơi cúi đầu về phía trước để độ tiếp xúc được tối đa. Có thể nghiêng 70-75 độ để quả cầu còn lại có thể điều chỉnh trực tiếp trên cột sống. Tức là chúng ta sẽ nghiêng như thế này, hơi nghiêng để chúng ta sẽ hơi nghiêng như thế này để quả cầu này này nó chạm đến cột sống như thế này, đấy, hơi nghiêng. Còn không thì chúng ta sẽ đặt chạy dọc như thế này, đấy, chúng ta để qua để lại, và nó sẽ lắng chỉnh cột sống. Nếu mà cái cột sống nó lồi lõm hoặc nó lệch sang hai bên nó cong ấy, thì hai cái quả cầu này tự động nó đẩy vào, đấy, nó lồi lên do thoái hóa thì quả cầu này tự động nó đậy xuống như thế này. Chúng ta cầm hơi chếch. Rồi bây giờ đến cách mà chúng ta lắng chỉnh cột sống như thế nào. Ví dụ cột sống nó hơi lệch vào sang bên này một chút thì chúng ta sẽ cầm cái quả này, chúng ta sẽ đẩy, đấy, đẩy, đẩy, đấy, đẩy. Hoặc chúng ta chỉ dùng một cái quả này thôi, chúng ta sẽ đẩy miết như thế này, đấy, miết. Hoặc chúng ta có thể đảo chiều, dùng cái quả này chúng ta đẩy miết thế này. Nó lệch sang bên này chúng ta sẽ đẩy hất sang bên kia. Đó, lắng chỉnh cột sống. Chúng ta có thể để bệnh nhân ngồi ở trên cái ghế mà tác động cột sống, hoặc chúng ta sẽ để bệnh nhân nằm úp xuống, chúng ta sẽ tác động trên lưng này. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khai thông khắp lưng và vùng vai. Chúng ta sẽ để hai chân của cả cầu chéo 45 độ trà qua lại tới lui khắp mặt da. Chúng ta để như này. Đấy. Khai thông khắp vùng vai này để chữa đau mỏi cổ vai gáy này. Đấy. Co cứng cổ vai gáy này. Chúng ta đặt chéo, chúng ta khai thông như thế này. Đấy. Chéo khắp như này. Đấy. Đó, hoặc là chúng ta có thể đè cái tay này lên như thế này để chúng ta đỡ mất sức. Chúng ta đẩy rất là nhẹ nhàng thôi, đặt tay này lên trên cán này, một tay đẩy một tay tì xuống, đó, nhẹ nhàng, đó, đẩy như thế này. Đó. Tiếp theo cách nữa là chúng ta đặt vuông góc ba quả cầu này, đó, chúng ta trà, chúng ta xoay miết tròn như thế này, đó, xoay miết tròn. Thì nó sẽ tạo thành từng đợt sóng bột trên mặt da, nó giúp tán đều, giãn cơ và giúp massage tốt. Thì da thịt của người bệnh nhân nó sẽ theo cái quả cầu này, nó tạo thành từng đợt sóng đều như thế này. Đó, các bạn thấy là da nó hồng đều lên rồi như này. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng cái đầu này để mình ấn huyệt ở trên vai hai bên cột sống. Đầu một của cái cây hỏa tiễn này to hơn những đầu còn lại. Khi chúng ta cầm thì chúng ta cầm vuông góc. Lúc này cây hỏa tiễn giống như cây chày ra huyệt, thì chúng ta sẽ dùng để chài sát lên khắp cổ vai gáy như thế này. Đấy, chúng ta day ấn này, chúng ta có thể day ấn huyệt ở khắp hai bên cột sống. Đó, rồi chúng ta day ấn hai bên vai như thế này. Đấy. Hoặc chúng ta sẽ dùng một cái quả này, chúng ta đẩy day ấn như thế này. Đấy. Làm một tí nó sẽ hồng đều lên. Đó. Rồi chúng ta miết massage, miết massage như này. Dụng cụ massage rất là tốt để mình tác động vào hai bên cột sống này. Rồi dùng một quả miết như thế này, miết, hoặc là dùng quả này để miết đầu này, miết. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ cầm này, lúc này cây hỏa tiễn này nó sẽ biến thành cái búa gõ này, chúng ta sẽ cầm, chúng ta gõ như này. Các bạn thấy không nào, rất là đa năng tiện dụng đúng không nào. Đấy, gõ khắp lên cái vùng co cứng này. Đấy, gõ. Vừa nãy là mình miết, mình day, mình ấn rồi nhá. Bây giờ đến lượt gõ này. Đấy, gõ dọc hai bên cột sống này để giúp cho cái khí huyết nó được lưu thông tốt hơn, cho những cái mảng bám này, những cái bế tắc nó được thông thoáng. Gõ này. Đấy, gõ nhẹ nhàng. Đấy. Hoặc chúng ta sẽ dùng đầu này để chúng ta cầm, chúng ta gõ như thế này. Đúng không nào? Đấy. Lúc này thì tác động rung rất là mạnh. Chúng ta có thể dùng cả hai viên này, chúng ta gõ này. Đấy. Cả hai viên gõ
chúng ta sẽ cầm lên cái viên bi này, chúng ta gõ thế này, và chúng ta cầm như này, ngón này gõ này, tay này đỡ lấy viên này và các ngón này đỡ lên cái thân này, gõ. Chúng ta gõ khắp lên vùng cơ, vùng thịt nhá. Rồi chúng ta gõ lên mông, đùi, đó, bắp chân, bắp tay, làm khí huyết lưu thông, làm giảm đau, thư giãn. Đấy, rất là hay, đúng không nào? Rồi khi mà chúng ta chà xiết, chúng ta miết như này mà da nó khô không trơn được ý, chúng ta có thể bôi một ít cao này. Đối với những người mà huyết áp bình thường hoặc những người bị lạnh, co cứng cổ vai gáy, chúng ta có thể chà này, chà thêm một ít cao như thế này, chúng ta sẽ chà. Đấy, bây giờ chúng ta lấy một ít cao vào các đầu này và chúng ta dày. Miết chúng ta có thể xoay xoay tròn, xoay qua xoay lại, xoay tròn, miết đó. Và chúng ta miết cả hai cái quả này vào cao, xong chúng ta miết như này. Đấy, một lúc nó sẽ làm cho hai cái bên cái cột sống này nó nóng ran lên, nó đỏ, nó lưu thông, nó đánh tan các cái vùng cơ co cứng này. Đấy, và nó khai thông cột sống rất là tốt. Còn đối với những người huyết áp cao hoặc là những người mà không chịu được mùi cao thì mình sẽ dùng cái dầu dừa này. Dầu dừa này có tác dụng bôi trơn và làm đẹp da. Mình sẽ lấy ra một ít dầu dừa đó. Sau đó mình sẽ bôi lên những cái vùng mà mình đánh, mình chà sát, có tác dụng massage rất là tốt. Với cái dầu dừa này mình bôi lên cái vùng mà mình cần đánh, sau đó mình sẽ dùng cái cây hỏa tiễn này mình chà, ví dụ đánh lên cuộc sống này, nó rất trơn và nó sẽ cho cảm giác mà êm ái, khiến cho bệnh nhân không bị rít, không bị đau nhé các bạn nhé. Dùng kem Vaseline cũng được, hoặc dùng cam cúc vàng cũng được, hoặc dùng dầu dừa cũng được. Và chúng ta thông thường là chúng ta hay dùng cái loại dầu dừa như thế này, dầu dừa nha đan nội. Bây giờ mình sẽ kết hợp với cả cái cây lan xứ lớn như này. Vừa nãy các bạn biết rồi, cái cây hỏa tiễn này nó phụ trách là tác động hai bên cột sống này, dây này, khắp vùng này. Bây giờ tuy nhiên cái phần chính giữa cột sống này, cái phần này nó đã tác động rồi, tuy nhiên cần một cái dụng cụ nữa hỗ trợ vào. Mình sẽ dùng cái cây lan xứ lớn này, mình sẽ lan trực tiếp cho cột sống như thế này. Đó, lan trực tiếp trên cuộc sống đó, và nó làm hồng hào da rất là nhanh, khí huyết lưu thông rất là nhanh. Và chúng ta để thấy cái gai của lan sừng lớn này được mài trơn đi rồi, nó sẽ không gây tổn thương lên vùng cuộc sống. Nếu các loại gai khác như cái lan cầu gai đôi lớn ấy, cái gai nó rất là nhọn, nó sẽ gây tổn thương, thì mình sẽ dùng cái này thì lan trực tiếp. Đây là một dụng cụ duy nhất có thể tác động trực tiếp lên cuộc sống này, mình lan khắp cuộc sống lên tận xuống dưới đó. Rồi mình sẽ lăn như thế, nó sẽ hồng hào lên rất là nhanh. Và đồng thời mình sẽ dùng cái này, mình lăn khắp như này. Đó. Như vậy mình đánh một cách rất là toàn diện, vừa là hỏa tiễn ủi này, rồi bây giờ đến lăn này. Bây giờ mình kết hợp với cả những con nhện đa năng như thế này. Nếu như cây hỏa tiễn khai thông cuộc sống tốt rồi, cái lăn cuộc sống, lăn trực tiếp cho cuộc sống, mình sẽ dùng cái. Thì nhiều bạn có hỏi rằng ấy, thì cây hỏa tiễn này có phải là con nhện đa năng lớn hay không? À, nhìn về bề ngoài thì chân thì nó giống nhau, chân nó bằng nhau như thế này, à, đầu bé này. Tuy nhiên ấy, cái cây hỏa tiễn này ấy, nó có ba chân thôi và nó sát nhau. Thì cây hỏa tiễn này mình dùng để mình day, à, miết và tác động hai bên cột sống. Còn con nhện này là chủ yếu để mình massage thư giãn. Cái con hỏa tiễn này nó rất là mạnh, còn cái con nhện đa năng này rất là êm ái dễ chịu. Như vậy mình có thể ví là gì ạ? Cây hỏa tiễn này ấy, là dụng cụ dương, còn con nhện đa năng này là dụng cụ âm, bởi vì nó êm ái. Thì chúng ta sẽ dùng massage, nó giống như các ngón tay ấy, nó thư giãn khắp các vùng lưng, các vùng vai, bả vai, cánh tay, ngực, bụng, mông, đùi. Và chúng ta có thể miết qua lại như thế này, rất là êm, hoặc xoay tròn đều được. Cái sự tác động của con nhện đa năng lớn này làm thư giãn, êm ái, dễ chịu. Khoảng cách giữa các chân của hỏa tiễn thì cách nhau có 2 cm thôi, trong khi đó cái con nhện đa năng này cách nhau 3 cm, và con nhện đa năng này có đến 6 chân, cho lực đều và nhẹ hơn. Một âm một dương kết hợp với nhau tạo lên một cặp bài trùng khai thông lưng hiệu quả. Chúng ta có thể massage khắp vùng vai như thế này và khắp vùng lưng, vùng đùi nữa đó. Như vậy mình đảm bảo rằng khắp vùng lưng đều đã được tác động, đúng nào? Như vậy sự kết hợp giữa ba dụng cụ bao gồm cây hỏa tiễn trà dọc hai bên cột sống, khai thông cột sống này, con nhện đa năng lớn lăn khắp lưng, và cây lan sừng lớn lan trực tiếp lên cột sống, tạo lên một bộ ba hoàn chỉnh để khai thông lưng và vùng cột sống nhanh, mạnh, hiệu quả, toàn diện, là bộ ba hỗ trợ đắc lực cho người thầy diễn trần chăm sóc sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Và đây là bộ ba dụng cụ hay dùng cho các phòng massage, phòng spa, và hay ứng dụng cho các thầy thuốc hay sử dụng để chúng ta khai thông lưng cho bệnh nhân. Khi chúng ta chữa bất kỳ một cái bệnh gì đó, chúng ta chú ý khai thông kỹ cái cột sống cho bệnh nhân, kể cả những người bị đau lưng, những
người có bệnh nặng thì chúng ta tác động cột sống. Tại vì cột sống chính là trụ cột của cột sống. Thì khi mình làm cho cái cột sống chân lưng của bệnh nhân thư giãn dễ chịu rồi thì mình sẽ chữa các bệnh khác nó được hiệu quả hơn. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.